người dân thôn Lại Ốc xã Long Hưng và thôn Đan Nhiễm thị trấn Văn Giang huyện Văn Giang kiến nghị dự án nâng cấp cải tạo đường DH24 đi qua địa bàn thi công kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Thành Đạt đóng trên địa bàn huyện đảm nhiệm thi công. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2021. Đến nay, đơn vị thi công đang tiến hành xây hệ thống thoát nước hai bên, đồng thời để đá bay trên nền đường cũ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị cũng không thực hiện lưu lèn ngay, làm cho nhiều đoạn đường mấp mô gây khó khăn cho các phương tiện đi lại. Người dân thôn Lại Ốc cho biết đã xảy ra một số vụ tai nạn xe máy do đường xấu, kèm theo đó là bụi bẩn cuốn lên mỗi khi có xe qua lại. Không những vậy, khi tiến hành xây hệ thống thoát nước thải hai bên cao hơn khoảng 30cm so với đường cũ, nhưng những đoạn đi qua trước cửa nhà người dân, đơn vị thi công cũng không có biện pháp đảm bảo an toàn việc đi lại cho các hộ. Thậm chí còn để ngổn ngang vật liệu và cốt pha như thế này. Thời điểm ghi hình ngày 25 tháng 11, đoạn qua thôn Lại Ốc, công trình tạm nghỉ thi công. Công nhân thi công cho biết là đang chờ vật liệu.